À, tao mách bố Việt Anh nha, thằng tiếp ma gà ra đây đổ nha. Nha, tao mách nha. Phá của nha. À, thằng này láo nha, thằng này, xem thằng này đi đâu nào. À, thằng này giỏi nha. Tí là bố Việt Anh về mày mách bố Việt Anh nha. Thằng Tít đi đâu? À, thằng Tít vào thùng gạo lấy gạo ra đi đổ gạo đây, hết gạo rồi đây. Thằng Tít này, Tít làm cái gì đấy? Mẹ bảo, đứng im. Đi vào đổ gạo vào trong kia cho mẹ. Đổ gạo vào trong kia cho mẹ. Nhanh. Đi vào đổ gạo lại đi. Nhanh. Khép cửa lại không cho ra. Ôi, đổ hết rồi kìa. Chưa. Chị An kìa, An kìa, An kìa, An đâu? Đấy, chó kìa, chưa. Đổ đổ gạo phí nha con nha, phí phạm chưa. Tít đâu? Tít. Này nhìn được. Cắm đầu cổ đi thế. Càn cái tổ hư. Thái độ à? Thái độ này. Thái độ. Bố Việt Anh về kìa. Thái độ đúng không? Quay mặt sang đây thế nào? Thế như thế là hư hay là sai? Đấy. Ăn vạ đi. Đấy, nào đấy mà ăn vạ. Thằng này mất dạy lắm rồi, thằng này hư. Mang gạo ra kia đổ, mẹ nói là còn ăn vạ phải không? Đi đổ khác. Xin mẹ ra. Theo, bế. Xin mẹ ra. Chưa, chưa. Lần sau chưa, nhớ chưa. Nè mẹ bế. Lần sau có được đổ gạo của Phương hả không? Nhớ nhá. Này cái mặt thối này. Ăn vạ này. À bố biết anh đâu. Chưa. Đi đâu? Này đi đâu? Tay nhá, đánh vào tay nhá. Đứng dậy đi. Chị An kìa, chị An đi xe đạp kìa, chị cười kìa, chị An đâu? An đâu, bông bóng bông bang đâu? Đứng dậy đi. Nhanh lên đứng dậy. Đứng dậy đi nấu cơm mẹ đi. Ra nghịch nước nhá, đi ra nghịch vòi nước đi. Đi ra nghịch vòi nước nhá. Ừ, đi lấy dép, đi lấy dép rồi nhá. Đi lấy dép rồi con. Trơn. Lấy dép rồi, mẹ lấy dép đi nè, đi vào nhà đi đeo dép vào đi. Đi vào nhà đeo dép. Ờ, đi vào nhà đeo dép rồi nhá. Đi vào nhà đeo dép rồi nhá. Kìa bố với anh về kìa.